Thụ Tinh, cô tới đây làm gì? Bạch Mẫu Đơn, cô đừng có sợ, ta không phải tới làm hại cô đâu. Ta tới để cứu giáo chủ. Giáo chủ? Lữ Động Tân chính là giáo chủ mới của Thông Thiên Giáo chúng tôi. Cô nói cái gì? Lữ Động Tân là giáo chủ mới? Đúng vậy, huynh ấy là người kế thừa của Thông Thiên Giáo chúng tôi. Xuyên Sơn Giáp dông ân phụ nghĩa, hại chết giáo chủ còn muốn hại Lữ Động Tân, cho nên ta phải giúp huynh ấy. Cô giúp ta đi, chỉ cần cho Lữ Động Tân uống máu này, huynh ấy sẽ có thể tăng công lực lên gấp 10 lần. Dây xích đó sẽ không xích nổi huynh ấy nữa. Cô muốn ta cho huynh ấy uống máu sao? Đúng vậy, giáo chủ từng nói Lữ Động Tân nhất định sẽ trở thành ma dương mới, thống lĩnh quần ma thiên hạ. Cô nói lung tung cái gì vậy? Uống máu này xong, công lực của huynh ấy sẽ tăng lên thôi. Xuân Thủ Tinh, để cô chạy đi đâu? Cô nhất định phải cứu huynh ấy đó. Mời cho ả nhanh chân. Hai người cũng tới đây sao? May mà có sức tiên cạn lấy ả. Nếu ả để cho Động Tân uống máu này thì hậu quả sẽ khôn lường đó. Hai người đừng nghe cổ nói bậy, Động Tân sẽ không bao giờ làm giáo chủ mới gì đâu. Tốt nhất chúng ta nên cẩn thận thì hơn. Bây giờ Thông Thiên Giáo như rắn mất đầu, tên tiểu yêu đó nhất định sẽ tới tìm Lữ Động Tân. Xem ra Lữ Động Tân lần này đúng là khó thoát khỏi kiếp số. Chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta còn có thể làm gì nữa chứ? Không phải Bồ Tát đã nói sao, chỉ có tiên thứ 8 chuyển thế hắn mới có thể vượt qua tai kiếp này. Đúng đó, chúng ta đã từng thử giúp Lữ Động Tân tránh khỏi tai kiếp này, muốn dùng bàn luân hồi để rước tàu quốc cựu về thì cũng vẫn thất bại thôi. Ta nghĩ làm trái ý trời không có được đâu. Lỡ như không khéo á, Lữ Động Tân biến thành ma dương thật á, thì không phải càng tệ lắm sao? Tiếc thật, trước kia ta không lấy cách giải quyết chú từ chỗ của Thông Thiên. Nếu không Lữ Động Tân đâu cần chịu khổ nữa chứ. Huynh cũng đừng nên tự trách mình, đây là ý trời, không có liên quan tới huynh. Nhưng mà quyết chú một ngày không trừ thì sẽ càng lún càng sâu. Ta chỉ sợ để càng lâu đến dây xích cũng không xích nổi. Bây giờ huynh ấy cứ là đánh là giết hoài, nếu để huynh ấy chạy thoát, không phải huynh ấy sẽ đại khai sát giới sao? Mọi người yên tâm đi, chỉ cần lục tiên chúng ta hợp sức, nhất định có thể chứng giữ huynh ấy. Đúng rồi đó. Động Tân, tỷ đừng qua đó. Động Tân, huynh thấy Động sao rồi? Huynh sao rồi? Sao rồi hả? Cô không sao chứ? Ta không sao. Ta nhất định phải giết chết các ngươi mới được. Động Tân, huynh phải giữ vững ý chí, đừng để quyết chú khống chế huynh. Ta luyện thành công quyền thiên cửu biến, ta sẽ giết các ngươi không còn một mảnh giáp. Xem ra hắn điên thật rồi, đừng bao giờ tiếp cận hắn. Ta phải giết Xuyên Sơn Giáp, người đã giết giáo chủ, người vì phụ nữ mà bán đứng giáo chủ. Ta phải trả thù cho giáo chủ. Ta phải trả thù cho giáo chủ. Động Tân, huynh bình tĩnh lại có được không? Huynh tỉnh lại đi mà. Lẽ ra ta phải giết hai ả này từ lâu rồi. Ta phải giết chết các ngươi. Xem ra chúng ta đứng đây cũng vô ích, chúng ta trở về nghĩ cách. Hai người đừng bỏ đi, nhất định phải nghĩ cách để cứu huynh ấy. Thông Thiên, tranh mảnh hổ này ông đã tặng cho ta, hy vọng ông có linh thiêng, hãy cứu lấy Động Tân đi. Nguyên Sơn Giáp đó cứ muốn hại chết Lữ Động Tân, ta thật sự rất sợ. Mỗi ngày ta nhìn thấy bộ dạng này của Động Tân, ta thật sự chịu không nổi. Trái tim của ta cứ giống như bị dao đâm từng nhát một vậy. Ta thật sự rất đau khổ. Tử Trúc Lâm,
Tại sao lại như vậy chứ? Cái gì? Tỷ muốn tới Tử Trúc Lâm hả? Đúng vậy, ta muốn tới Tử Trúc Lâm xin Quan Thế Âm Bồ Tát, hy vọng người có thể giải chú cho Lữ Động Tân. Muốn xin Quan Thế Âm Bồ Tát á, đâu cần cô đi. Chuyện của Lữ Động Tân là do ta hại huynh ấy. Ta không tin tình kiếp ngàn năm, nhưng mà ta cảm thấy chỉ cần ta tới Tử Trúc Lâm xin Quan Âm Bồ Tát, Lữ Động Tân nhất định sẽ được cứu. Cô là một cô gái yếu đuối, đừng nói giải nắng dầm mưa cô không chịu nổi. Lỡ như gặp phải sơn tặc thổ phỉ, không phải sẽ càng nguy hiểm hơn sao? Đúng đó, thiết quản lý nói đúng đó. Con đường tới Tử Trúc Lâm gồ ghề lắm, e là cô sẽ không chịu nổi đâu. Ta không sợ đường xá gồ ghề, không sợ đường đi hiểm trở. Ta chỉ mong mọi người cố gắng lo cho Động Tân giùm ta. Lữ Động Tân có người tri kỷ như cô, đúng là phước đức ba đời. Nhưng mà ngay cả Hà Tiên Cô hắn cũng muốn giết, e là quyết chú của hắn đã công tâm rồi. Nước xa không thể cứu Lữ gần. Xuyên Sơn Giáp, ta biết trước giờ ngươi luôn muốn giết Lữ Động Tân có đúng không? Quỳnh ấy chỉ sợ thời gian lâu quá, lỡ như Lữ Động Tân xảy ra chuyện gì, mọi người cũng đâu có muốn chứ. Vậy ta hỏi mọi người một câu, chẳng lẽ ta tới Tử Trúc Lâm xin Quan Âm Bồ Tát là sai sao? Chừng tôi đâu có nói cô sai đâu, chỉ là... Được, ta hỏi mọi người một câu, Quan Thế Âm không phải là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn sao? Quan Thế Âm là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, điều này không còn gì để nghi ngờ nữa. Phải, Quan Thế Âm Bồ Tát pháp lực vô biên, trừ tai giải nạn. Nếu là như vậy, mọi người còn gì lo lắng nữa, trừ khi mọi người không có lòng tin với Bồ Tát. Vậy cô cứ yên tâm đi đi, chúng tôi sẽ bảo vệ Lữ Đồng Tân cho tới khi cô trở về. Đúng vậy, chúng tôi nhất định sẽ lo cho huynh ấy. Ngày mai muội tới Tử Trúc Lâm rồi. Chuyến đi lần này cũng không biết chừng nào mới trở về được. Cho dù huynh là tiên hay là yêu, muội đã quyết định suốt cuộc đời này muội sẽ đi theo huynh. Chiếc lá đỏ này muội sẽ mang theo bên mình. Cũng giống như huynh đang ở bên cạnh muội. Muội đi đây, tự huynh phải lo cho mình. Điều mà muội lo nhất chính là Xuyên Sơn Giáp. Hắn muốn hãm hại huynh, huynh nhất định phải cẩn thận, đừng bao giờ rơi vào cạm bẫy của hắn. Huynh bảo trọng nha. Đa tạ muội đã tới tiễn ta, nhưng mà ta có chuyện này không yên tâm. Có chuyện gì tỷ nói đi. Thông Thiên đã từng nói với ta, Xuyên Sơn Giáp đã luyện thành công Hấp Tinh Đại Pháp, hắn còn hút hết thần công của Công Thiên. Nếu đúng như những gì tỷ nói, công lực của hắn đủ giết chết chúng ta, tại sao hắn còn không ra tay? Ta không biết, ta không biết tại sao hắn không ra tay. Cũng giống như bức tranh đó, tại sao lại hiện ra Tử Trúc Lâm? Tỷ đang nói gì vậy? Hôm đó ta cảm thấy bất lực quá, ta xin Thông Thiên Hiển Linh giúp ta. Vô tình ta làm ướt tranh mảnh hổ của ổng, trong tranh đột nhiên hiện ra Tử Trúc Lâm. Vậy bây giờ tranh đang ở đâu? Ở trong hang đá. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Có lẽ Thông Thiên Hiển Linh muốn giúp ta, cũng có lẽ đó là ý của Quan Âm Bồ Tát. Ta tới Tử Trúc Lâm lạy Quan Âm cũng có thể kéo dài thời gian, chỉ cần mọi người nhận lời bảo vệ Lữ Động Tân, Xuyên Sơn Giáp sẽ không thể giở trò nữa. Chỉ cần có thời gian, mọi người nhất định sẽ có cách giúp Động Tân giải trừ quyết chú. Thì ra tỷ có dụng ý từ trước rồi, sao tỷ không nói sớm? Mọi người là thần tiên, chắc chắn sẽ biết nhiều hơn ta. Mọi người nói ta đa nghi cũng được, bên vực Động Tân cũng được. Ta cảm thấy lòng người khó đoán.
Chuyện này ta chỉ nói với muội mà thôi. Muội giúp cho ta nha. Này tỷ đừng như vậy, chúng ta là tỷ muội mà. Ta biết muội là hồng nhan tri kỷ của Động Tân, huynh ấy đã giúp muội rất nhiều. Muội coi như trả ơn cũng được, nể tình tỷ muội cũng được. Muội nhất định phải giúp cho ta, coi chừng huynh ấy, dù là ban ngày hay buổi tối cũng đừng rời khỏi huynh ấy. Ta thật sự rất sợ, ta sợ khi ta trở về ta sẽ không còn được gặp huynh ấy. Ta xin muội mà. Chỉ là trò trẻ con. Đường đường là một tiên nhân, làm tới nỗi bị nhốt ở đây giống như một con thú vậy hả? Chủ nhân, xin ngài thu nhận thuộc hạ đi, cho thuộc hạ đi theo ngài đi. Ngài muốn thuộc hạ làm gì cũng được hết. Ngươi thật sự chuyện gì cũng đồng ý à? Ngay cả việc quỳ xuống trước mặt ta cũng được sao? Ngươi còn muốn gạt ta? Ta đã hút thần tông của Thông Thiên rồi, ngươi đấu không lại ta đâu. Nhưng mà ta phải đa tạ ngươi, nếu không phải ngày đó ngươi nói ta không xứng với Hà Tiên Cô, ta cũng đâu có gia nhập Thông Thiên Giáo. Nếu không phải người tập hợp tiên hữu đấu lại Thông Thiên, ta cũng đâu có cơ hội ra tay. Bây giờ ai cũng coi ta là đại anh hùng diệt ma hết, còn ngươi quyết chú đầy người khiến ngươi sống mà không bằng chết. Ta sẽ không giết ngươi đâu, ta phải để ngươi chứng kiến cách ta chơi bát tiên trong tay. Quyền thiên cửu biến, bát tiên đại pháp, ma công vạn năm ta đã có rồi. Ta phải thống lĩnh tam giới. Ta phải để ngươi tận mắt chứng kiến ta sống chung với Hà Tiên Cô. Còn ngươi giống như thú dại, bị nhốt ở đây luôn. Dừng tay lại. Huynh không sao chứ? Ta không sao. Bây giờ huynh ấy đã bị nặng lắm rồi, huynh phải cẩn thận đó. Ta phải giết chết các ngươi. Bây giờ hắn như vậy, ta nghĩ cô đừng lại gần. Để ta với Hàng Tương Tử thay phiên coi chừng hắn. Không được, ta đã hứa với mẫu đơn tỷ phải coi chừng Động Tân. Cô muốn sao đây? Ta phải bảo vệ huynh ấy suốt. Hà tất phải như vậy, cực khổ lắm đó. Sĩ gì tri kỷ mà chết, không oán không hận. Ta nhất định phải đợi mẫu đơn tỷ tỷ trở về. Hằng đại ca, huynh còn đang nghĩ chuyện của Liễu Đông Tân à? Phải, huyết chú mà Thông Thiên bỏ chỉ có mình hắn mới giải được thôi. Bây giờ hắn chết rồi, cách thức giải chú cũng trở thành câu đố luôn. Không phải mọi người nói chỉ cần tiên thứ 8 xuất hiện thì sẽ hết chuyện sao? Huynh hạ tất phải lo lắng chứ. À đúng rồi, huynh rời khỏi sư phụ lâu như vậy, huynh cũng nên về thăm huynh ấy rồi. Ta cũng muốn thăm người, nhưng huynh cũng biết lần trước ta cãi nhau với người dữ như vậy, ta sợ người vẫn còn giận. Ta nghĩ Hàng đại ca, Long Tam. Sao huynh trở về mà không tới tìm muội vậy? Muội mặc kệ, muội muốn huynh dạy muội thổi sao? Để hôm khác đi. Hình như hôm nay huynh không được vui, hay chúng ta đi ngao sơn ngoạn thủy cho nguôi ngoai đi. Ta không muốn đi.
Huynh sao vậy? Sao đột nhiên lạnh nhạt với muội như vậy? Muội mặc kệ huynh, nhất định phải đi chơi. Ê, với muội. Hay ta đi với cô nha. Dù sao ta cũng thấy hơi buồn đó. Ai đi với người chứ? Ta đâu có thích người đâu. Ta chỉ thích Hàn đại ca thôi. Đi chơi. Muội buông tay ra. Nếu tương tự có điều gì làm cho muội hiểu lầm, cho ta xin lỗi. Xin lỗi gì chứ? Hiểu lầm gì chứ? Trước giờ tương tự luôn coi muội là muội muội. Muội không tin. Nếu huynh không thích muội, sao lại đối tốt với muội như vậy chứ? Còn dạy muội thổi sáo nữa. Ta đối với muội thật sự chỉ có tình huynh muội, không có ý gì khác. Sao huynh lại phủ nhận chứ? Có phải huynh đã yêu người khác không? Cô hiểu lầm rồi. Hằng đại ca cũng nói với ta huynh ấy không có gì với cô. Ngươi gọi huynh ấy là gì? Hằng đại ca gì chứ? Hai người xưng huynh đệ hồi nào vậy? Hằng đại ca ở dưới địa phủ đã dạy ta rất nhiều đạo lý, đã giúp ta tỉnh ngộ ra rồi. À, ta hiểu rồi. Hai người vì tình huynh đệ mà nhường ta cho nhau hả? Cô đang nói gì vậy? Không phải sao? Thật ra Hằng đại ca đang thích ta mà. Bây giờ huynh ấy vì ngươi mà nhường ta cho ngươi. Hai người tưởng ta không biết sao? Trời ơi. Hằng đại ca, huynh thích muội thật mà. Nếu huynh không thích muội, tại sao huynh lại tốt với muội chứ? Huynh không thích muội, tại sao huynh lại dạy muội thổi sáo chứ? Nè, đây là bằng chứng tốt nhất đó. Nếu chính vì như vậy mà ta làm cho muội hiểu lầm, Hằng tương tự xin nói một tiếng với muội, xin lỗi. À, muội không tin. Muội không tin. Hai người ăn hiếp ta. Chẳng lẽ Thông Thiên thật sự muốn giúp mẫu đơn tỷ sao? Tả ta ra! Tả ta ra! Tả ta ra mau! Tả ra mau! Mẫu đơn tỷ đã tới Tử Trúc Lâm xin Quan Thế Bồ Tát rồi. Buôn Lý Quan Âm hù ta đừng có nằm mơ. Phật thủ ấn của Phật Tổ Như Lai đã bị ta phá mất rồi. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Trước khi thiên ma là ma dương một thời, yêu thuật tiên ma đều hơn huynh hết. Nhưng mà vào ngày Phật Tổ miệt độ, thiên ma triệu kiến Phật Tổ. Thiên ma niệm ma cái gì chứ? Phật Tổ đứng trước thiên ma tụng bàn nhược tâm kinh. Sau đó thiên ma đã tỉnh ngộ lại, cải tà quy chánh, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Ta đã quy y ngã Phật. Nhưng mà tội nghiệp ta sâu nặng, có thể lập địa thành Phật được không? Hả? Phật Tổ hiển linh làm bàn luân hồi lớn. Thiên ma làm cái trên, nắm chặt hắc Phật ngọc, miệng đọc Bát Nhã Tâm Kinh, Vô Sở Đắc Cố, Bồ Đề Tác Đoả Y Bát Nhã, Ba La Mật Đa Cố. Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, xá lợi tử. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, xá lợi tử chư pháp không tướng. Bất sinh bất diệt bất cầu bất tịnh bất năng bất giảm. Thị cố vô trung vô sắc. Vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Vô sắc thanh hương dị xúc pháp. Vô nhãn giới nại, vô ý thức giới. Vô vô minh diệt, vô vô minh tận. Đại trí vô lão tử diệt vô lão tử tận.
trời đất tồn tại một cách lâu dài. Sở dĩ trời đất có thể tồn tại một cách lâu dài là do nó không phải sinh tồn vì bản thân nó. Thiên, địa, nhân cùng thuộc một lẽ. Tại sao con người không lâu dài bằng trời đất? Điều này là gì? Ý nghĩa của con người đang tác quái, cho nên không thể lâu dài. Mau ra đi. Giáo chủ, huynh tốn nhiều tâm tư như vậy chỉ muốn tiếp cận Hà Tiên Cô, nhưng mà người cô đối mặt ngày đêm là Lữ Động Tân đó. Sao hả? Bây giờ huynh cũng cảm nhận được mùi vị này rồi sao? Muội muốn nói gì? Muội đối với huynh cũng như vậy thôi mà. Muội liều mạng đi coi trộm bí kíp để nói với huynh, nhưng còn huynh, trong lòng huynh lại nghĩ về một người khác. Giáo chủ, huynh muốn muội giúp huynh làm gì muội cũng làm theo huynh hết. Kêu muội khích động ngạc thần đi giết Thông Thiên muội cũng nghe huynh rồi. Còn nữa, huynh muốn muội đi nói với Bạch Mẫu Đơn, nói Lữ Động Tân là giáo chủ gì đó muội cũng làm hết rồi. Bây giờ đã thành công, tại sao huynh không ngó ngàng gì tới muội hết vậy? Muội không bằng Hà Tiên Cô ở điểm nào chứ? Rốt cuộc muội nói đủ chưa? Được, coi như muội nói sai đi, muội không đúng. Nhưng mà muội không hiểu, huynh đã nói huynh muốn thay thế giáo chủ, muốn quy chấn ba giới thiên địa nhân, nhưng mà tại sao tới bây giờ huynh còn chưa chịu giết họ nữa? Muốn giết họ còn không dễ sao? Ta muốn họ phải quy thuận ta từng người một. Nói đi nói lại, huynh cũng là vì Hà Tiên Cô thôi. Muội dám nói chuyện với giáo chủ như vậy sao? Đừng cứ nghĩ mình đúng hoài. Nếu không phải ta nể tình chúng ta thì muội đã mất mạng từ lâu rồi. Muội tự hiểu lấy đi, đừng làm điều vô bổ nữa. Tại sao lại như vậy chứ? Hắn đã phát cuồng rồi. Ta dời hắn tới Thông Thiên Giáo, cô đi kêu những người khác giúp đỡ đi. Hả? Động Tân, hết.
Mọi người nhìn kìa, dạy chú đại pháp. Đi. Nhất phương như vậy quá trọng di khinh. Hổ đáng điên. Thủ ngọc đường. Lấy nhiều khắc cương, lấy nhiều khắc ít. Quyết chú của hắn đã bị chúng ta khống chế rồi. Xem ra quyết chú của hắn đã được giải rồi. Hắn sắp hồi phục lại như trước kia. Xem ra chúng ta làm đại mà lại giúp được hắn. Nè, quân ấy tỉnh rồi kìa. Trời, hắn thật sự không sao rồi. Mọi người nhìn ánh mắt của hắn kìa, một chút tà niệm cũng không có, rất là bình thường á. Trời ơi, giải chú đại pháp này quả nhiên hiệu quả nghe. Mọi người có cảm thấy có gì bất ổn không? Đâu có đâu, tất cả đều bình thường mà. Sẽ không sao đâu mà. Sáu người chúng ta chỉ chia một chút quyết chú của hắn thôi, sẽ không sao đâu mà. Mọi người đã chia quyết chú của ta sao? Đồng Tân huynh, huynh ấy không sao rồi hả? Xuyên Sơn Giáp, ngươi dám tới đây. Đừng kích động, đừng kích động. Huynh tức giận đã. Xuyên Sơn Giáp vì muốn làm gián điệp cho nên mới gia nhập Thông Thiên Giáo thôi. Hắn đã giết Thông Thiên giùm chúng ta đó. Giết Thông Thiên? Thông Thiên chết lúc nào vậy? Tại sao ta không biết chứ? Lúc đó huynh bị trúng quyết chú nên không còn nhớ gì hết. Quyết chú? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người báo nói cho ta đi. Người bị trúng quyết chú, người còn muốn giết mọi người nữa, chẳng lẽ người quên rồi sao? Ta đã từng muốn giết mọi người sao? Ta nghĩ đừng làm huynh ấy mất tinh thần nữa, để huynh ấy nghỉ ngơi đi. Xuyên Sơn Giáp nói rất đúng. Động Tân à, người phải cố gắng nghỉ ngơi nhiều hơn đó. Thông Thiên chết đi là một chuyện tốt, chúng ta đã cực khổ lâu vậy rồi cũng phải sống vui vẻ lại rồi chứ. Mọi người nói có đúng hay không vậy? À, đúng rồi đó. Huynh dừng lại đi, đừng có thổi nữa. Nè, huynh im lặng một chút được không? Huynh làm ta mất giấc ngủ đó. Ngủ? Huynh sáng cũng ngủ, tối cũng ngủ, lúc nào mà huynh không ngủ chứ? Nè, chẳng lẽ ta ngủ cũng ảnh hưởng tới huynh sao? Huynh không cho ta thổi sáo, vậy không phải là làm ảnh hưởng ta sao? Nè, hai người đã cãi cái gì vậy? Ta đang thổi sáo, huynh ấy lại tới quấy nhiễu ta, là huynh ấy không đúng. Huynh không đúng đó, ai kêu huynh thổi sáo, không cho ta ngủ chứ? Là huynh không đúng. Là huynh không đúng. Nè, thôi đủ rồi, đừng có cãi nữa. Mọi người nhường nhau một bước là hết chuyện thôi mà. Tại sao ta phải nhường cho huynh ấy? Lạ thật, sao tương tự lại nóng nảy như vậy chứ? Vậy mà cũng ngủ được sao? Đưa đây, đưa đây. Ta dám cá là huynh nhất định sẽ ăn. Ta không ăn, ta chỉ ngửi một cái thôi. Đây là ngửi yến hoàng cung, không phải món ăn bình thường đâu. Huynh đừng có giả bộ nữa. Ta ngửi một chút là bỏ xuống thôi. Mà trừ khi huynh cá với ta, nếu thắng ta sẽ cho huynh ăn. Hai người đang kể chuyện gì vậy? Không có gì. Không có gì? Không có gì sao lại cãi nhau chứ? Đây là cái gì? Cái này hả? Cái này là gà giấm hành, ngửi yến hoàng cung Trương Quả Lão ăn trộm về đó. Quả Lão? Sao huynh có thể ăn mặn được? Trời ơi, ta chỉ ngửi mùi vị của nó một chút thôi mà. Tài giám cá, huynh ấy nhất định sẽ lén ăn. Hắn chung đi cái tên mê cờ bạc này, huynh đừng có ăn nói lung tung đó nghe chưa? Sợ hả? Không sợ thì cá với ta đi. Cá thì cá chứ, nếu như huynh thua ta, huynh phải tự tát vào mặt mình đó nha. Được, ta tài, huynh xỉu. Xỉu. Tài. Ôi trời ơi.
Ta thắng rồi. Nè, nè, Trung Hoa Đảo, đợi ta với. Cá tiếp nha. Trời ơi, nguy hiểm quá. Ê, thiệt là. Quệ Lý, cô lại bị sao rồi? Lữ Đồng Tân à, người nói áo khoác này của ta có đẹp hay không hả? Trời ơi, ta thấy mọi người đều không được ổn. Nè, quên cho ta biết Hà Tiên Cô đã đi đâu. Hà Tiên Cô hả? Hà Tiên Cô hả? Lữ Đồng Tân, ta cá với con, xem Hà Tiên Cô đã đi đâu nha. Sao huynh câu lâu như vậy rồi mà chưa con cá nào cắn câu nữa? Thực ra ta đâu có móc mồi vào. Tại sao vậy? Câu cá là đang tập luyện tính tình. Câu cá hay không không quan trọng, chỉ cần ta có thể ở bên cô, ta đã cảm thấy vui rồi. Huynh muốn bắt chước Khương Thái Công câu cá sao? Ta là tiểu yêu, làm sao có thể so sánh với cao nhân được chứ. Huynh không thể nói như vậy được. Chỉ cần huynh thành tâm tu luyện, ta tin rằng sau này huynh nhất định sẽ tu thành chánh quả. Ta đã nói với cô rồi, Hàng đại ca không thích cô đâu, đừng bám theo quân ấy nữa. Rốt cuộc ai bám theo ai chứ? Ta nói với người bao nhiêu lần rồi, ta không thích người đâu. Sao người còn đi theo ta nữa? Cái này thì khác, ít ra chúng ta còn có thể bên nhau. Có thể gì chứ, không thể nào. Cô với Hàng đại ca mới không thể bên nhau. Quân ấy là thần tiên, cô biết không? Tiên không thể động lòng được. Ta không muốn nghe, ta không muốn nghe. Hàng đại ca. Quỳnh đã đi đâu vậy? Quỳnh tìm Quỳnh khắp nơi luôn đó. Quỳnh muốn đi chèo thuyền với ta không? Được đó, đi thôi. Hàng đại ca, Quỳnh nói gì vậy? Trước kia ta thường hay đi chèo thuyền với Trinh Nương. Chúng tôi chơi rất là vui vẻ. Có đúng không? Cổ là Long Tam. Kệ Quỳnh ấy, chúng ta đi thôi. Hàng đại ca. Mọi người nói đã giải quyết chú dùm ta, rốt cuộc giải bằng cách nào? Chắc chắn mọi người đã giấu ta chuyện gì phải không? Hàng Tương Tử không nói, cô cũng ấp a ấp úng. Cô có rất nhiều chuyện đều rất bất Quynh ổn. Quynh cảm thấy chuyện gì bất ổn? Đột nhiên Trương Quả Lạ muốn ăn chay. Thiết Quản Lý lại trở nên rất ham đẹp. Hán Chu Ly ham mê cờ bạc. Lâm Thái Hòa trở nên mê ngủ hơn. Ngay cả tính tình của Hàng Tương Tử cũng nóng nảy hơn. Tất cả mọi thứ là gì sao? Mọi người đã hút huyết chú của ta vào cơ thể của mọi người. Vì mọi người thì sao? Không sao đâu. Mọi người phân tán độc của quyết chú, với pháp lực của mọi người, nhất định sẽ có thể khắc chế được mà. Cô nghĩ là mình không có gì à? Nếu như cô không có gì, sao lại tiếp cận với Xuyên Sơn Giáp như vậy? Cô đã quên mình đã từng nói, tiên là không được động lòng sao? Ta với Xuyên Sơn Giáp không có gì thật mà, huynh đừng đa nghi nữa. Hy vọng là vậy đi. Huynh còn phiền chuyện gì nữa không? Hình như ta đã mất hết pháp lực. Ta muốn ngăn cản Hán Chu Ly cá với Trương Quả Lão, nhưng mà điều vô hiệu. Ta nghĩ chắc là huyết chú trên người của huynh vừa mới được loại trừ. Cũng giống như chúng ta mắc một cơn bạo bệnh vậy, cũng cần phải có thời gian để hồi phục. Bây giờ huynh đừng nghĩ ngợi gì nữa, huynh cố gắng tịnh dưỡng đi. Ăn mặc y như Trinh Nương vậy. Nếu như Hàng đại ca thấy vui, vậy người mà huynh ấy thích đúng là Trinh Nương rồi, chứ đâu phải là ta đâu. Long Tam. Hả? Trinh Nương. Trinh Nương. Ờ.
Mùi ăn mặc giống trên nương quá. Ta còn lầm tưởng là cổ nữa. Tại sao mùi lại ăn mặc như vậy chứ? Huynh không thích sao? Hay là huynh thích Long Tam nhiều hơn? Không phải mùi nói chèo thuyền xong chúng ta sẽ tới chỗ vui hơn sao? Được thôi, chúng ta đi đi. Nè, đây là chỗ nào vậy? Ở đây chính là chỗ trước kia ta sống với Trinh Nương đó. Trinh Nương, Trinh Nương. Thì ra người trong lòng huynh nhớ vẫn là tỷ ấy. Huynh giận hả? Là huynh nói muốn đưa muội đi chơi. Huynh lại đưa muội tới đây. Chỗ này có gì đâu mà vui? Tại muội ăn mặc giống như Trinh Nương cho nên khiến ta nghĩ lại chuyện xưa. Muội còn tưởng làm vậy huynh sẽ vui nữa. Tốt nhất muội làm lại mình thì hay hơn. Nè 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 nè, muội ngồi xuống, ngồi xuống đi. Nè nè, để ta dạy muội một số cách làm dấu tay. Muội nhìn nè, cái này là đi ngoại ô. Cái này là ở bên nhau suốt đời. Đó. Ở bên nhau suốt đời. Muội đừng gạt cổ nữa. Đi mau, rời khỏi chỗ này. Quỳnh đẩy bị trúng quý chú không tỉnh táo. Quỳnh đã nói lung tung, sao Quỳnh lại đi theo chúng tôi? Tông ảnh, Quỳnh đang nói lung tung gì vậy? Thằng đại ca là Quỳnh tự nói. Đối với cổ, Quỳnh chỉ có tình muội. Sao Quỳnh còn ân ái với cổ như vậy chứ? Quỳnh nói chuyện tự trọng một chút. Ân ái cái gì chứ? Quỳnh đi theo chúng tôi rốt cuộc có ý gì? Ngươi thấy chưa, sao còn không đi nữa? Nhất định là Quỳnh đã mất hết lý trí rồi. Quỳnh mau tỉnh lại đi. Quỳnh buông tay ra. Ta biết mình đang làm gì. Quỳnh đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Long Tam, chúng ta đi. Đồ khỉ thối đáng đời. Quỳnh đưa cổ đi đâu? Tông ảnh, Quỳnh còn làm gì nữa? Đừng trách ta không khách sáo với Quỳnh. Ta phải làm cho rõ. Rốt cuộc là Quỳnh thần trí không tỉnh táo hay là muốn tước đoạt tình yêu? Đừng nói hàng đại ca thần trí không tỉnh táo nữa. Ta không muốn nghe. Thật ra ta chưa bao giờ thích người. Người tránh ra đi. Nói hoài mà sao cô không hiểu vậy? Ai nói ta không hiểu chứ? Quyết chú cái gì? Nếu hàng đại ca bởi vì quyết chú vậy, tại sao Hà Tiên cô lại không thích Xuyên Sơ Giáp? Thì ấy cũng bị trúng quyết chú mà. Sao thì ấy không bị thần trí không tỉnh táo? Nè, Quỳnh nói đi. Tại sao không nói được? Mặc kệ hắn đi. Chúng ta đi. Từ khi Quỳnh thắng ta mới có thể dẫn cô đi. Cái này là Quỳnh nói đó. Hà đại ca, đánh chết hắn đi. Tới gần đó. Tôn ảnh, Quỳnh làm gì vậy? Tiên cô, nói rõ trước rồi mới tính đi. Tại sao chứ? Tôn ảnh đánh hàng tương tự là không đúng. Sao cô lại kích động như vậy chứ? Quỳnh mặc kệ ta đi. Hai người yếu đồng hiếp yếu. Mọi người bình tĩnh lại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hàng tương tử tước đoạt tình yêu. Quỳnh đang nói lung tung. Hàng tương tử ta không phải hàng người này. Vậy tại sao Quỳnh dẫn Long Tam đi ngao sơn ngoạn thủy? Liên can gì tới ngươi? Ta thích đi chung với hàng đại ca. Ngươi cút đi. Ta không muốn gặp ngươi nữa. Cũng tại Quỳnh thay đổi thái độ với Long Tam, cậu mới đối xử ta như vậy. Nói mà không giữ lời, Quỳnh không xứng làm tiên nhân. Xứng hay không cái gì chứ? Tóm lại Quỳnh chửi hàng tương tử thì là kẻ thù của ta. Người đã bị quý chú là mù quáng rồi. Bình tĩnh lại đi. Tại sao chúng ta ra nông nổi này chứ? Phải đó. Có gì có thể từ từ nói, đâu cần phải đánh nhau chứ. Bị trúng quý chú là như vậy đó. Nhiều khi không kiềm chế được mình, thậm chí mất đi lý trí cũng không biết nữa. Động Tân huynh nói quá nghiêm trọng rồi. Lúc nãy chẳng qua tương tử chỉ hiểu lầm Tôn ảnh mà thôi.
Hà Tiên Cô cũng bởi vì nhất thời nóng lòng nên mới ra tay. Ta không cảm thấy họ có gì bất ổn hết. Chuyện dù nhỏ nhưng sẽ ngày càng nghiêm trọng. Tiên cô với Hạng Tư Tử đột nhiên đều không thể khống chế được. Ta sợ Trung Hoa Lão họ sẽ... Đồng Tân Quynh quá lo lắng rồi. Hạng Tư Tử và Hà Tiên Cô do bất đắc dĩ nên mới làm vậy thôi. Trung Hoa Lão với Hán Trung Ly do ham chơi nên mới cá với nhau. Điều này có liên quan gì tới quyết chú chứ? Đúng đó, Quynh đừng có lo. Nếu thật sự do quyết chú gây ra, ta nghĩ chỉ cần siêng năng tụng bàn nhược tâm kinh nhất định có thể khống chế được.